Shopco xin chào các bạn. Hôm nay Shopco TV muốn chia sẻ cho các bạn những cây đen đô nắng rất là đẹp, nở tại vườn, hoa thơm, xiêng bông, ra bông quanh năm suốt tháng. Ba em này thì em mới sưu tầm, đó chính là ba mặt bông khác nhau, màu tím, trắng tím, hoa thơm. Và cây cuối cùng đó chính là cây màu vàng, thiên hạ đệ nhất hương thơm Pensoda, rất là đẹp. Dòng đen đô nắng là dòng rất là dễ trồng, em ấy ra bông liên tục á. Những cây giống đó chính là Shopco chia sẻ cho bạn, những cây là hàng thuần than như thế này nè, Shopco sẽ viết tên dưới chậu. Tất cả những cây này đã thắt ngọn, khoảng một tháng nữa các em sẽ cho ra bông. Đây là cây Pensoda, tất cả đều đồng giá là 70.000 một chậu, hàng thuần than. Các bạn thích mặt bông nào thì liên hệ giúp Shopco. Đây là cây Pensoda hoa thơm, em này chơi bông được khoảng 60 đến 70 ngày. Còn đây là cây bà liễu xưa, hàng thuần than, xong còn sẽ viết chữ liễu, hàng thắt ngọn hết rồi. Có nhiều cây đang bắt đầu đi ra ngồng này mọi người này, đó. Để mầm gốc 70 ngàn cũng một chậu bà liễu xưa nhé. Mặt bông của bà liễu xưa là 5 cánh trắng lưới tím này, rất là đẹp. Em này chơi bông được khoảng đến 80 đến 90 ngày, dòng này lâu tàn lắm, xiêm bông lắm. Mọi người thấy này, đang chuẩn bị đi ra ngồng tiếp này. Đó, đang ngồng này. Cây rất là đẹp. Và mặt bông cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là cây đa giăng xưa. Đa giăng xưa thì chậu là như thế này, xong cò sẽ viết chữ là đa giăng ở dưới chậu này nè. Em này là hoa màu tím hồng, rất là đẹp. Em này chơi bông cũng được khoảng 70 đến 80 ngày đấy. Đồng giá là 70 ngàn một chậu. Các bạn mà mua 5 cây sẽ được miễn tiền ship nhé. Đây thắt ngọn hết rồi, xứng mắt ngủ đây này mọi người này. Mọi người mà mua 5 cây được miễn tiền ship. Còn đâu mọi người mua 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, phí ship là 40 ngàn. Cố gắng giúp Shopco là lấy 5 cây để miễn tiền ship. Hàng thuần than, còn một chút xíu là sơ dừa thôi. Cây là cây mô lúc nhỏ ạ. Dendro thì em này các bạn ghép chung vào với nhau đấy, hai cây hoặc cả ba cây vào một chậu là đẹp nhất. Màu tím hồng rất đẹp. Em này em ủ rũ giống như là bà liễu xưa vậy. Hai em này em ủ rũ rất là đẹp. Cây khỏe mạnh, đầu rễ xanh, đang đi mầm gốc luôn đấy. Sắp có sẽ ship toàn quốc nhé. Ngoài Bắc thì khoảng là 3 ngày nhận được hàng, còn đâu trong Nam thì khoảng độ nào 1 đến 2 ngày mà thôi. Hiện tại Shopco đang ở Bình Dương. Mọi người nào gần có thể ghé qua. Rất là thơm. Bà liễu xưa, hàng tuần than, đẹp lắm. 70 ngàn một chậu thuần than. Mọi người thì mua những cái cây mà hàng sơ dừa đó. Sơ dừa thì năm nay Shopco không có bán. Bởi vì sơ dừa là các em ấy về bóc tách rất là khó khăn, treo ngược lên xử lý lấm mốc bệnh tật nữa. Thay vì vậy thì Shopco sẽ sưu tầm cho mọi người là những chậu hàng thuần than như thế này nè. Đó. Mọi người về chỉ việc là móc dây kẽm vào đây thôi và treo lên. Nếu mà mọi người mà có kinh nghiệm thì có thể là bỏ cốc mổ quay ra, chúng ta ghép vào chậu thì sẽ đẹp hơn. Còn nếu mọi người mà chưa có kinh nghiệm thì là mới chơi đó, ăn chắc mặc bền thì các bạn có thể là để nguyên các bạn lồng chậu. Cây rất đẹp, rất là xanh mướt luôn á. Pensoda, mặt bông của cái Pensoda đây mọi người nhé. Cái bông này là bông héo đây này. Chứ mặt bông chuẩn của em này, mặt bông chuẩn là như thế này mọi người này. Giống cây hoa mai của ngày Tết đó. Shopco rất là thích chơi Dendro, bởi vì rằng là em ấy là dễ trồng, rẻ tiền, ra bông quanh năm suốt tháng. Shopco rất là thích những cây lan nó ra bông liên tục, nhìn vào vườn lúc nào thấy có bông này. Đang đi mầm gốc này. Chậu này là Shopco ghép là hai cây vào một chậu như thế này nè, hai cây. Hai cây bà liễu xưa Shopco ghép vào một chậu này. Và Shopco trồng được khoảng một năm thì em sẽ ra nhiều bông như thế này.
em này có thể cao maximum lên tới 1,5 m, 2 m. Hiện tại những cây shop cò chia sẻ cho các bạn là cây cũng cao khoảng được 30 cm rồi đó. Cây khá là đẹp. Các bạn mà chưa có những cây đen rau nắng Pensoda hay là bà liễu xưa hay là cây đai giăng thì có thể là sưu tầm ít và trồng chơi. Shop cò bán hàng sẽ bảo hành chuẩn mặt bông nhé. Bảo hành chuẩn mặt bông và cây là cây đã thuần than, không có bán hàng sơ dừa. Nắng lên cây rất là đẹp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.